thế giới ghi nhận 3 triệu ca mắc COVID-19 mới trong 28 ngày qua. WHO cảnh báo dịch bệnh COVID-19 có thể biến động trước khi virus phát triển theo hướng mà giới chuyên môn có thể đoán định. Theo virus gây bệnh hô hấp sẽ không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh lưu hành, mà chỉ suy giảm xuống mức hoạt động thấp hơn với khả năng đỉnh dịch xảy ra theo mùa. WHO vẫn theo dõi sát tình hình dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh dịch bệnh này sẽ còn dai dẳng. Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có sự gia tăng, thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn vẫn là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quan trọng, bên cạnh vaccine, thuốc, điều trị, ý thức người dân và các biện pháp khác. Khẩu trang. Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. Khử khuẩn. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Vaccine. Thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19. Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Ý thức người dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu, độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng.